Ba quán cà phê vừa mới mở ở Thủ Dầu Một đang hot rần rần luôn này nha. Cùng theo chân Đi Đâu Bình Dương xem đó là những quán nào nhé. Đầu tiên chính là HD Coffee ở trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Quán này nhìn từ bên ngoài cũng thấy được một phong cách rất sang chảnh, nhìn như một biệt thự mang vibe châu Âu với nhiều góc chụp hình sống ảnh cho hội chị em. Đến đây thì đừng quên lựa một bộ đồ thật đẹp để mang mấy chục bộ ảnh mang về nhé. Không gian quán rộng, có cả phòng lạnh và ngoài trời. Chill nhất là nên đi vào ban đêm để tận hưởng gió trời mát mẻ ở quán nhé. Quán tiếp theo là Healing Coffee ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một. Quán mang phong cách sân vườn với nhiều cây xanh bao phủ xung quanh. Ở giữa quán còn có cả một hồ nước cá coi làm điểm nhấn. Buổi sáng mà đến đây lặng nhẹ ly cà phê và ngồi ngắm trời ngắm cá cũng rất là yên bình đó nha. Còn ai muốn để chill chill chụp hình thì có thể đi vào buổi chiều tối, đây cũng là thời điểm mà quán lên đèn nhìn rất là lung linh luôn. Cuối cùng là Ngủ Ngon Quán ở bờ sông Bạch Đằng, Thủ Dầu Một. Quán này đi ngang qua thì ai cũng phải dừng lại 5 giây để chú ý vì độ hoành tráng của nó. Nếu mà đi vào ban đêm thì nó càng trở nên rực rỡ hơn nữa. Quán lúc nào cũng ở trong tình trạng mát mẻ, gió thổi từ bờ sông vào. Đây là một chỗ ăn chơi mới của các bạn trẻ hiện nay khi có thể thưởng thức cà phê ngay bên cạnh bờ sông. Tuy nhiên do nằm ở vị trí đắc địa nên ở đây có thể giá cao hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại nha.